con chữ. Đời chân trần giao lên hạt non xanh, bằng lòng yêu nghề, nhiệt huyết. Những người làm nghề trong người luôn sẵn sàng hy sinh thầm lặng cho con chữ nảy mầm trên những vùng đất khó, để ước mơ của các em được trọn vẹn. Em con chữ từ miền xuôi về bàn, băng rừng về ngàn sông nhớ chiều em. Thank you.